Vâng, thì xin chào. Mình rất vui khi được hôm nay được gặp lại các bạn ở chương trình phát trực tiếp trong kỳ tới của Phật giáo Hương Thủy. Mình rất vui khi được giới thiệu với các bạn hôm nay chủ đề của buổi phát trực tiếp hôm nay là cá chép. Sau tỷ hưu thiền tử thì cá chép được coi là một linh vật đem lại điềm lành, mang lại những cái phú quý, tài lộc, những cái tài vận cho gia chủ. Ở đây các bạn đang được chiêm ngưỡng tượng cá chép bằng bột đá xi mạ màu vàng. Thì cái tượng cá chép này được kết hợp cùng với cả gậy như ý, mang lại những cái điều như ý theo cái chủ nhân. Cá chép còn được đứng trên cái túi sâu tiền màu vàng này thì sẽ mang lại phú quý dư giả, tài lộc. Tượng cá chép này có tên là tài phú hữu dư nhé, thể hiện là tài lộc mang lại dồi dào. Các bạn có thể thấy cả mặt trước và mặt sau thì cá chép đều được làm rất cẩn thận, chi tiết. Thần thái chú cá rất là hiền lành, phần tươi thắn. Tiếp theo ở đây với một cái tượng cá mang lại cái tài lộc thì bọn mình có cái tượng cá phú dư niên niên vàng này. Thì đây cũng là một cái tượng cá được làm bằng bột đá với xi mạ màu vàng. Biểu tượng cá chép mang lại tài lộc cho gia chủ. Ngoài với cái biểu tượng của việc đem lại tài lộc thì cá chép còn được coi là biểu tượng của những cái sự may mắn. Khi mà trẻ nhỏ bắt đầu đi học thì người lớn thì họ sẽ tìm mua những cái tượng cá bằng ngọc, bằng ngọc như thế này, bằng đồng hoặc bằng bột đá, thì sẽ để cầu những cái may mắn thuận lợi cho con em trên con đường học hành thi cử. Ở đây mình có tượng cá dư ngọc long môn, là biểu tượng cá vượt cái vũ môn để được hóa thành rồng, biểu tượng cho sự mạnh mẽ, vượt lên mọi gian khổ để có thể đi đến được thành công. Tượng cá này được làm bằng chất liệu bột đá pha màu. Bột đá được pha màu rất là tinh tế, hài hòa. Các bạn có thể chiêm ngưỡng. Với biểu tượng cá chép vượt vũ môn thì đây còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ vượt lên khó khăn thì mang đến thành công. Trên tay mình là tượng cá bằng đồng nguyên chất, bằng đồng nguyên chất thì được đổ khuôn rất là tỉ mỉ, từ vảy cá, từ thần thái của chú cá hay là từ những cái con sóng này cũng được làm rất là chi tiết, cẩn thận. Theo ở đây thì mình có tượng cá phong thủy luân, kết hợp với phong thủy luân làm giúp luân chuyển những cái dòng khí tốt, những cái vượng khí, dư khí, xua đuổi những cái tà khí, mang lại những cái điều tốt, những vận may cho gia chủ, cho cả gia đình. Đây cũng là một tượng cá bằng một đá pha màu. Khi mà khi các bạn đổ nước vào và có dòng điện thì quả cầu thủy tinh này sẽ xoay, có nước từ miệng cho cá chảy xuống. Nếu các bạn tinh ý để ý thì có thể thấy là rất là nhiều tượng cá chép được kết hợp với hoa sen. Ở trong tiếng Hán, hoa sen nghĩa là liên, đồng nghĩa với liên tiếp, liên tục.
còn cá thì được đọc là dư, hay là còn được đồng âm với dư, cái là sự dư giả, thể hiện cho việc là tài lộc phú quý dư giả, liên tiếp không bao giờ lo thiếu cả. Các bạn có thể để, các bạn có thể chim nữa tượng cá này. Cá chép thì có rất là nhiều ý nghĩa, mang lại nhiều ý nghĩa, nên cũng chính vì vậy thì đặt ở một nơi, mỗi một nơi khác nhau thì cá chép sẽ mang lại một cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là khi bạn đặt ở trong phòng khách thì sẽ mang lại của cái phú quý cho cả gia đình. Khi mà bạn đặt trên phòng ở trong phòng làm việc thì sẽ giúp con đường công danh thăng tiến. Và khi mà các bạn đứng tốt cho con đường học hành thì các bạn có thể đặt ở trên bàn học thì sẽ giúp con đường học hành thi cử thêm may mắn, thuận lợi. Và có kiên kỵ khi mà đặt tượng cá thì các bạn tránh đặt tượng cá ở những cái nơi có nhiều uế khí như là phòng ngủ, nhà tắm, phòng vệ sinh. Thì sẽ mang những cái khi mà đặt ở đấy thì sẽ để lại những cái điều may mắn, mang lại những cái hung khí tốt. Ở trên đây mình thì có những ngoài những cái tượng cá trưng bày ra thì ở trên tay mình đây là một mặt cá đeo cổ bằng chất liệu đá thanh kim, là một loại đá quý có màu xanh nước biển, màu xanh rất là đậm rõ nét. Thì các bạn có thể mua cho con em mình, những cái bạn vẫn còn đang đi học thì sẽ đem lại cái sự may mắn trong con đường thi cử, hoặc là những người đang làm việc thì có sẽ mang lại cái sự thăng tiến trong công việc. Một bạn có một câu hỏi như sau, mong được trả lời, đó là tuổi nào thì dùng được tượng cá? Tượng cá thì là một cái cá chép, là một cái linh vật rất là may mắn, nên là ai cũng có thể dùng được, và mỗi người ở một độ tuổi thì sẽ mang lại những cái may mắn riêng. Như mình đã nói thì ví dụ những người trong độ tuổi học hành thì sẽ tốt cho con đường thi cử, còn những người thanh niên thì sẽ tốt cho con đường công danh sự nghiệp. Còn mọi người thì có thể dùng thì sẽ mang lại phú quý, may mắn và tài lộc. Một câu hỏi nữa đó là có mặt dây chuyền cá chép hoặc nhện không á? Đây ạ, các bạn có thể để ý đây. Mình có mặt dây chuyền cá chép và nhện ở trên tay đây. Mặt dây chuyền nhện này được làm bằng ngọc hoàng long tam thể từ kim cương, rất là đẹp, màu sắc hài hòa. Khi mà các bạn mua những cái vật phẩm này ở hệ thống của cửa hàng Phố Hương Thủy sẽ được chúng mình hỗ trợ ngày giờ tốt, đặt và đeo vật phẩm sẽ mang lại nhiều may mắn hơn nhé. Ngoài ra những cái mặt nhẹ này bọn mình, ngoài cái ngọc hoàng long tam thể này, chúng mình có cả những cái ngọc phỉ thúy rất là đẹp, dành cho những các bạn còn câu hỏi gì không ạ? Một câu hỏi nữa đó là giá của mặt dây chuyền là bao nhiêu ạ? Cá chép chỉ có một màu đấy thôi hả bạn? Hiện tại thì ở cửa hàng mình chỉ còn mặt dây chuyền màu này, và cái mẫu này thì có giá là 1.335.000 đồng. Còn mặt nhện này thì với mặt phỉ thúy, này thì có giá là 1.880.000. Còn mặt bằng ngọc hoàng long tam thể này thì có giá là 2.680.000. Các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể qua cửa hàng của mình thì sẽ được tư vấn nhiều hơn và được xem kỹ sản phẩm. Ngoài ra những cái phôi ngọc còn non hơn thì bọn mình có cái phôi ngọc này là giá là 595.000. Có rất là nhiều mức giá cho các bạn lựa chọn phù hợp với túi tiền của mọi người.
Một câu hỏi nữa là bạn ơi, trưng bày cá như thế nào ạ? Chất liệu có đảm bảo không vậy? Đó thì các bạn có thể trưng bày cá cho phòng khách này, hoặc là trưng bày trên bàn làm việc, bàn học, tránh những cái nơi như là phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm, và tránh đặt cá ở dưới cái tượng thờ thần tài, các loại thờ khác. Ngoài ra thì chất liệu này thì đây là cá làm bằng bột đá loại một, các bạn có thể thoải mái sử dụng mà không lo là bị phai màu hay là nứt vỡ gì cả. Mình rất vui khi hôm nay được nói chuyện với các bạn và giới thiệu cho các bạn những cái vật phẩm mang lại may mắn. Mình rất vui, mong được gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Chào tạm biệt các bạn.